béo ơi, sao ngày nào chúng ta cũng phải tập thể dục hoài vậy? Chị chăm tập nhất nhưng sao bụng chị cũng béo bền vẫn vậy? Tập thể dục không phải để ốm, tập để khỏe, tập để chúng ta sống có ích, mang lại nhiều công dụng cho mọi người. Chúng ta có nhiều công dụng á, thì không đó chị Bầu? Muốn biết về công dụng của dây leo thì tìm MC Vân Trang và Dr. Khỏe sẽ rõ nha hai em. Em bó tay với chị Bầu luôn, nói vậy ai hiểu. Thôi em đi tìm Dr. Khỏe và MC Vân Trang xinh đẹp đây. Chị Vân Trang ơi, Dr. Khỏe ơi, giúp con với. Dr. Khỏe, chị Bầu nói con có công dụng cho sức khỏe mà không nói rõ nên con ấm mất quá chừng luôn á. Vậy thì bây giờ hai chị em mình nhờ Dr. Khỏe nói cho chị em mình cũng như là quý vị khán giả được biết là công dụng của em như thế nào, có được không Dư Leo? Các vitamin A, B và C có trong dưa leo cung cấp năng lượng và tạo sức đề kháng cho cơ thể chúng ta, chống lại bệnh tật đó Dân Trang. Ngoài ra, dưa leo không chỉ chứa nhiều nước mà còn nhiều sterol. Casterol này giúp làm giảm lượng cholesterol máu và làm giảm khả năng bị tắc nghẽn mạch máu của con người. Vân Trang còn biết ngoài ra dưa leo còn có tác dụng làm đẹp da nè, rồi giảm cân nữa, đúng không? Đặc biệt nhất là trong những ngày nắng nóng, dưa leo sẽ làm cho cơ thể của chúng ta cảm thấy tươi mát hơn, rất là sảng khoái, đúng không Dr. Khỏe? La la la, ôi thật là tuyệt quá, còn không chỉ cung cấp nước, giải độc mà còn giúp cho mọi người có hơi thở thơm mát, làn da mịn. Ôi, còn gì nữa không Dr. Khỏe? Chúng ta có thể dùng dưa leo dạng salad hay nước ép, cả hai đều tuyệt vời, nhằm tăng sức đào thải chất cặn bã, giúp ngăn ngừa sỏi thận nha mọi người. Wow, dưa leo hay quá đi. Nhưng mà dưa leo với Dr. Khỏe ơi, nãy giờ mình đứng ở đây nói về công dụng của dưa leo hay quá cho nên quên mất là trời đang rất là nóng đó. Nếu mà đứng ở đây hoài một chút xíu nữa thôi, da sẽ đen, người sẽ mệt mỏi rồi quể quải nữa. Chắc chắn MC Dân Trang sẽ cảm thấy bất ngờ với thông tin này. Dưa leo hoàn toàn có thể giúp chúng ta xua tan mệt mỏi, uể oải đi nha. Các vitamin và carbon hydrate trong cơ thể em sẽ mang lại cho chị Trang cảm giác thoải mái, tỉnh táo và phục hồi sinh lực nhanh chóng và giúp tái tạo tế bào da đó. À, chị hiểu ra rồi. Thì ra công dụng của em quan trọng tới như vậy, cho nên là em luôn luôn lúc nào cũng có mặt trong tất cả các spa chăm sóc sắc đẹp, phải không? Chính xác đó Dân Trang à. Chất xơ, magie, kali có trong dưa leo còn giúp điều chỉnh mức huyết áp, nên dưa leo thích hợp cho người huyết áp cao và người huyết áp thấp. Wow, không tin được luôn đó. Không ngờ là một loại quả mà chúng ta sử dụng hàng ngày như vậy là có một tác dụng quả thật là diệu kỳ. Vậy thì Vân Trang hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn chúng ta hãy thường xuyên ăn dưa leo mỗi ngày để có tác dụng làm đẹp da cũng như là có tác dụng phòng bệnh nữa. Chị Trang nhớ ăn luôn cả vỏ nha, sẽ giúp tăng tiết dịch tiêu hóa, góp phần quét sạch các tạp chất tồn dư trong ruột đó. Nè nè, thông tin này con cập nhật ở đâu mà dám chỉ chị Vân Trang như vậy hả? Thì trong sách nghiên cứu của Dr. Khỏe chứ đâu. Con dám đọc trộm sách của ta hả? Ta đánh đòn cho con chừa tật xấu nè. Dr. Khỏe, khoan đã cho Vân Trang xin can đi. Đừng có trách bạn ấy mà, bởi vì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi đó. Nè, hợp cho con đó nha, ta sẽ tính sổ con vào chương trình lần sau. Còn bây giờ thì Vân Trang, Dr. Khỏe và bạn Dưa Leo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Dr. Khỏe lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.